Và đó khẳng định vị thế của một trong hai đội hạt giống đến từ Trung Quốc. Chúng ta cùng đến với lượt cấm bài chọn của ván thi đấu đầu tiên. Bên phía của Trai Gaming họ sẽ bên phía đội xanh. Trong khi đó thì là Cool Gaming họ đứng ở bên phía đội đỏ. Trai Gaming họ có lượt cấm bài chọn trước để xem họ sẽ cấm con tướng gì. Fiora đang có một cái meta khác nổi lên là bên phía đội xanh lại là đội cấm Fiora. Bên phía đội đỏ sẽ bắt buộc phải cấm đi con Rang Tông. Cấm Fiora có lẽ là chắc ta không thích chơi quân bài này lắm. Chúng ta cùng chờ đợi lượt cấm của bên phía là Queen Gaming là gì. Họ cấm đi Senna. Senna có lẽ là một trong những quân bài có tỷ lệ bị cấm cao nhất ở trong giải đấu Horizon Cup này của chúng ta. Lý do thì như trận đấu trước chúng ta cũng đã có phân tích rồi. Xạ thủ ở khu vực đường dưới thì ở thời điểm hiện tại thì với việc là con sĩ giả nước rất quá quan trọng á, thì người chơi đường giữa rất nhiều đội tuyển đang hướng đến việc là lựa chọn những vị tướng mạnh ở giai đoạn đầu trận thi đấu, và như vậy là họ sẽ cần những vị xạ thủ mạnh mẽ ở giai đoạn late game để cân bằng lại về lượng sát thương trải dài trong suốt cả ván đấu. Và Senna là một sự lựa chọn tốt với sự tăng tiến sức mạnh không giới hạn của mình. Và Senna bị cấm đi và Akshan cũng vậy. Rồi Zac, vị tướng trước đó thì Huy Bài đã dùng nó để gõ vào người các thành viên SBDC một cách ngày cực triệt để. Ở bên phía của TRB họ cũng không muốn chuyện này diễn ra. Vị tướng cuối cùng mà họ cấm sẽ là Camille. Như vậy là vẫn sẽ có Phil vẫn xin lỗi các bạn, vẫn sẽ có Renekton đang được để họ ra dành cho Trai Gaming chọn trước. Một sự lựa chọn trước mà tôi nghĩ rằng nó sẽ khá là cơ bản và đơn giản để cho Trai Gaming. Tuy nhiên nếu như chất anh đang ngay lập tức khóa vào vị trí của Renekton thì bên phía của Daku Gaming họ sẽ có thể chọn hai con bài rất thuận tay dành cho Huba cũng như là Yu, đó là Graves cũng như là Diana. Và chúng ta có thể thấy quân bài đầu tiên mà Trai Gaming họ chọn đó là Grace. Họ không muốn cho Huiba có cơ hội để có thể sử dụng quân bài này trong bài thi đấu đầu tiên này. Rồi, như vậy là họ cảm giác là cái sự đe dọa đến từ đại diện Trung Quốc nó đến nhiều từ khu vực đường rừng hơn là khu vực đường trên, đúng không? Ai cũng thấy điều đó. Như vậy đó là lý do tại sao mà họ ưu tiên là chọn cấm, dùng cái lực chọn của mình thành một lực cấm gián tiếp dành cho Huiba và để cho đối phương sẵn sàng để cho đối phương đánh một con rối tông đang rất mạnh khu vực đường trên. Và nếu như đánh kèo thế này thì chỉ còn đúng một con tướng duy nhất để có thể đánh được với Renekton, đó là Darius mà thôi. Chính xác là như vậy. Tuy nhiên là Renekton đã lộ ra rồi thì bên phía của Trai Gaming họ sẽ chưa vội để pick vào đường trên làm gì cả. Họ sẽ chọn những vị trí khác và họ chọn cặp đôi Brum cùng với Lucian. Lucian thì thực sự là chúng ta vẫn chưa biết được là Lucian đứng giữa hay Lucian xạ thủ. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Tôi nghĩ rằng Lucian phần nhiều vẫn sẽ nằm ở vị trí khu vực đường rồng mà thôi. Tôi thấy các đội mà đến từ Mỹ Latin á, và châu Mỹ á, nói chung là khu vực Mỹ và Mỹ Latin, họ rất là thích đánh Lucian, đặc biệt là khu vực dưới. Họ thích cái cách mà Lucian thắng đường hơn so với việc là quan tâm đến chuyện là về cuối thì xạ thủ của bạn sẽ gây được bao nhiêu sát thương. Trong khi đó bên phía bên kia thì đang có sự lựa chọn đó là Varus, Renekton cùng với đó là Street Fighter rồi. Street Fighter, Yu là một trong những người chơi sử dụng Street Fighter tốt nhất giải đấu với khả năng điều khiển trận đấu của mình với cú chiêu cuối định mệnh của anh ta một cách rất khoa học. Daku Gaming có cặp đôi đường rồng khá mạnh với khả năng cấu rỉa của mình, đó là Nami cùng với Varus. Họ có Street Fighter khu vực giữa. Thế mà bữa người chơi cặp đôi này đánh không tốt. Không, về chất tướng, tôi đang nói về chất tướng. Chất tướng. Tuy nhiên là Varus ở trong giải đấu của chúng ta là đang là một vị tướng có tỷ lệ thắng cực kỳ thấp. Vô cùng thấp luôn. Rất thấp. Thế mà cầm cặp này mà thắng thì có người ta yếu đâu. Ok, nếu như Daku Gaming cầm cặp này mà có thể thắng thì tôi công nhận Daku Gaming là đội tuyển mạnh toàn diện. Mạnh toàn diện đúng không? Ok. Ta chờ đợi những sự lựa chọn cuối cùng của Trang. Tôi nghĩ là sẽ lựa chọn vào Galio mà thôi để có thể cân bằng lại về mặt kiểm soát bản đồ so với Twisted Fate bên phía bên kia. Garen là sự lựa chọn đường trên của Dragon Man trong bài thi đấu đầu tiên. Như vậy là Saya được chọn vào, như vậy là Lucian ở vị trí khu vực giữa. Họ sẽ có hai xạ thủ và hai dàn chắn, không, chính xác là ba xạ thủ với hai con tướng làm tường ở phía trước là Rom cùng với lại Garen. Nhìn thì nó có vẻ là khoa học, nhìn thì nó có vẻ hợp lý đấy. Nhưng liệu rằng Garen, một vị tướng đã biến mất khỏi meta từ khá là lâu rồi, khả năng chống chịu cũng không còn quá tốt như những phiên bản trước đây, khả năng trụ đường cũng đã bị giảm đi. Nếu như tôi nhớ không nhầm thì những chiêu thức mà giảm, tăng khả năng hồi phục theo thời gian của Garen đã bị giảm sức mạnh đi khá là nhiều trong những phiên bản trước đó rồi. Bên phía bên kia vẫn chưa dừng lại nha. Hai đội vẫn dành cho chúng ta rất nhiều sự bất ngờ ở trong cái loạt trận cuối cùng vào ngày hôm nay. Rengar, sự lựa chọn dành cho Huy Bài. Ta rất ít khi được thấy Huba ta cầm bài này, kể cả trong giải đấu
Spark Invitational. Spark Invitational của Dakun Gaming. Thì Dakun Gaming rất ít khi chúng ta được thấy Huber ta cầm quân bài Rengar. Rengar là quân bài thiên hướng sát thủ. Tuy nhiên là ở trong vài thi đấu này, tôi lại rất thích cặp đường giữa và đường rừng bên phía Dakun Gaming. Đây là cái bài thân bài gửi mèo. Đúng rồi. Một bài mà anh Minter chắc chắn là rất ưa thích. Rất ưa thích. Tôi cực kỳ thích cái cặp này luôn. Đặc biệt là nếu mà tôi chơi á, tôi lại càng thích nữa. Bởi vì trong cái cặp này á, TF sẽ là người hỗ trợ cho con mèo, và tôi thường là người đánh rừng. Tôi sẽ là người ăn mạng. Thường là như vậy. Nhưng trong khi đó bên phía bên kia thì sao? Họ có một bộ ba tướng xạ thủ với nhau, đánh phối hợp với hai con tướng dàn trước. Tôi nghĩ là lối chơi này rất là dễ, đúng không? Và cái điều kiện cần để bạn thắng được á của cái bộ tướng này á, không phải là ba con xạ thủ của bạn xanh, mà là hai con tướng chống chịu của bạn phải đủ đồ cơ, để có thể gây đủ khống chế và giữ chân đối phương hàng trước, tạo đủ thời gian để cho ba xạ thủ của bạn bắn. Điều này thì chúng ta đã được minh chứng ở trong ván thi đấu vừa rồi của TSM cùng với Russell White, đúng không? Rõ ràng là trong ván thi đấu thứ 3 thì dàn trắng của bên phía TSM đã lực lượng rất nhiều về mặt chất tướng. Đúng tuy vậy. Nhiên với cái việc là dàn trắng của họ không đủ lượng tiền, không đủ lượng đồ, thì họ tỏ ra hoàn toàn thua thiệt với một con cá sấu 5-0 ở bên phía bên kia trong tay của Ratel. Một mình cá sấu của tôi đã đủ làm dàn trắng cho hai sát thương ở phía sau của bên phía Russell White có thể xả sát thương được rồi. Lượng đồ rất quan trọng dành cho dàn trắng. Tuy nhiên ở trong ván thi đấu này tôi lại hơi lo cho đội hình của bên phía Dragon Gaming. Bởi vì đội hình của Dakun Gaming là đội hình đánh đầu game cực kỳ mạnh. Họ có Rengar, TF là một cặp đôi có thể tạo áp lực ở các khu vực đường cực kỳ lớn. Và rất sớm nữa. Rất sớm. Và họ có Varus và Nami là một cặp đôi cấu rễ trước đó có khả năng làm mềm đối thủ cực kỳ tốt. Và sẽ tạo tiền đề rất nhiều cho những pha găng của Rengar cũng như là TF. Well. Cái gì đây? Tôi đang thấy Dragon Gaming di chuyển một cái đội hình rất lạ mắt. Họ kéo cặp đôi đường dưới của mình lên khu vực đường rồng. Lên khu vực đường Baron. Và chạy thẳng vào đường đối phương để gây áp lực. Họ muốn hủy diệt Huy Bay ngay từ trong trứng nước. Không cho anh chàng này bất kỳ một cơ hội nào để có thể tăng tiến sức mạnh cả. Level 1 vào cúp đường đối phương. Đây sẽ là pha đánh nhau 3-3 ở trong khu vực đường hay chăng? Khi mà Yu đang đứng ngoài nha, anh ta cũng chưa dám bước vào khu vực rừng để có thể hỗ trợ đồng đội của mình. Max Rin đang mất rất nhiều máu sau cái pha mà đi rảo vào rừng đối phương một cắm mắt. Họ chỉ muốn quấy nhiễu Huy Bay mà thôi, để cho tốc độ đi rừng của anh ta bị chậm lại. Đồng ý là như vậy. Và để cho T-Tiger có nhiều hơn khoảng trống để ta có thể dọn dẹp những bãi rừng của mình một cách nhanh hơn. Đánh vào Huy Bay là một ý đồ tốt và là một ý đồ rõ ràng và hợp lý. Khi mà chúng ta đã được chứng kiến sức mạnh của Dakun Gaming đến từ người chơi đi đường và người chơi đường giữa là nhiều như thế nào. Yu và Huy Bay đang là hai nhân tố gánh team ở trong đội hình của Dakun Gaming. Và Huy Bay ở thời điểm hiện tại thì mặc dù là anh ta gặp phải rất nhiều sự quấy nhiễu từ Dragon Gaming, nhưng anh ta cũng không quá thua thiệt về mặt lượng tiền so với người đồng nghiệp của anh ta. Nhưng mà họ đang sắp xếp đội hình của mình theo một cách rất là lạ nha. Tức là họ để cặp đôi đường rồng của mình ra đường giữa farm cơ, và để họ để cho người chơi đường giữa của mình chạy lên đường Baron farm, và họ để cho người chơi đường Baron của họ xuống đường rồng farm. Đây là một trong những cách sắp xếp đội hình mà tôi nghĩ rằng nó cực kỳ lạ mắt, nhưng nó có một cái sự hợp lý ở đây. Bởi vì starting khi mà đi đầu với Redstone thì anh ta ít ra là có thể farm từ xa, nhưng nếu như để băng trụ thì không còn gì có thể dễ hơn cả. Hết hợp lý rồi. Một pha đang băng trụ rất đơn giản Huy Bay thôi, khi mà đối phương chỉ là một con Lucian ở khu vực dưới. Chính xác là như vậy. Và khi Brown có mặt ở khu vực đường giữa thì không có gì có thể bảo vệ cho Lucian khu vực trên. Và đó là một pha mà Huy Bay đã có một pha găng vô cùng mạnh mẽ. Mạng chiến công đầu dành cho bên phía của Dakun Gaming nằm trong tay người chơi nguy hiểm nhất của đội tuyển này, đó là Huy Bay, người chơi đi rừng. Nhưng mà rõ ràng cái pha vừa rồi đáng lẽ là bên phía của Dragon Gaming họ phải tính ra được, đúng không? Bởi vì một con Rengar họ có mắt ở trong rừng đối phương luôn. Một con Rengar ăn xong bùa đỏ, nó không xuất hiện ở bùa xanh thì nó có thể đi đâu bây giờ? Nó giống như một bài toán lớp 1 vậy. Nhưng Lucian trong tay của Starting, anh ta bị kẹt dưới trụ của mình, và anh ta cũng đã không sử dụng tốc biến của mình một cách hợp lý ở trong cái pha thi đấu vừa rồi để thoát chạy. Đó là một điểm hạ gục rất đáng tiếc dành cho bên phía của Dragon Gaming. Và Dakun lại đang tiếp tục xanh. Và bây giờ thì lại đổi đường ngược lại. Là sau mạng hạ gục, sau mạng bị hạ gục vừa rồi của Starting thì Dragon Gaming họ đổi ngược lại để cho Garen lên đường trên đối đầu với Renekton, và để cho Starting trở lại khu vực đường giữa của mình. Họ trở lại cái đội hình mà đáng ra nó phải là như vậy. Có lẽ là xuất phát từ cái việc là những ý đồ ban đầu của Dragon Gaming có lẽ là đã bị đổ bể trước Dakun Gaming rồi. Họ quyết định là duy trì lại một thế trận có thể gọi là hợp lý hơn, dễ hiểu hơn. Tôi nghĩ là cái trong cái trí tưởng tượng của họ, trong cái trí tưởng bở của họ, tức là cái pha đầu tiên là họ phải cướp được bùa.
Đúng. Tôi nghĩ là cái pha đầu tiên là họ phải mường tượng ra mình phải cướp được con bùa đỏ đến từ Rengar này. Chứ nếu không thì nó sẽ vào rừng bạn và bắt bạn như thế này đây. Ngay từ khi có được chiêu cuối của mình, lập tức là hủy bài cùng với Yu, click hẳn hai nút để bay vào hẳn vào rừng đối phương và hủy diệt người chơi đi rừng T-Tiger. Áp lực quá lớn đến từ cặp đôi Switched Fate cũng như là Rengar này, và áp lực chắc chắn sẽ còn lớn hơn nữa ở trong những phút thi đấu sau đó, khi mà hai mà hạ gục đã nằm trên tay của Huy Ba. Kể từ bây giờ anh ta sẽ rất tự tin mà thôi. Anh ta đang quá xanh ở thời điểm hiện tại rồi, và anh ta có được sự hỗ trợ đến từ người chơi đường giữa của anh ta và các cánh nữa. Các cánh của anh ta hiện tại đang mạnh hơn đối thủ nên nhớ là như vậy. Anh ta có thể đến bất kỳ đâu ở trên bản đồ và có được thêm những màn hạ gục. Chắc chắn áp lực cho Try Gaming ở trong ván thi đấu này trong những phút sắp tới sẽ là rất lớn. Nó rất là dễ thôi. Và mục tiêu tiếp theo của họ là ai? Thì tôi nghĩ rằng người mà dễ để bị tấn công nhất chỉ có thể là T-Tiger mà thôi. Anh ta sẽ liên tục bị đối phương tấn công vào khu vực rừng của mình, khi mà những người chơi đường khác của ta đều là những xạ thủ. Tức là họ cần phải có thời gian farm, họ sẽ không có khả năng tương tác với chính bản thân người chơi đi rừng của mình quá nhiều được. Và T-Tiger đang hướng lên nửa trên của bản đồ rất nhiều. Try Gaming chắc chắn muốn kiểm soát con sứ giả Khai Đức. Con sứ giả Khai Đức đang là một mục tiêu quá quan trọng không đội tuyển mà muốn bỏ lỡ cả. Nhưng nên nhớ Huy Ba đang rất sạch. Huy Ba đang ở đây, anh ta bắt đầu bật cái thú săn mồi của mình lên và tìm kiếm một mục tiêu nào đó. Hay chưa đây, vẫn chưa, nhưng ở khu vực nửa trên bản đồ chất bị đối phương bay vào. Và với một chú cá sấu mới chỉ cấp độ 7 thôi, YK lấy đi nửa cái máu của đối phương. Chiêu cuối được tung ra đến từ Maxrin giữ chân đối phương lại. Sát thương là không bao nhiêu cả. Cú đạn nổ thần công Jagger như gãi vào người của thành viên Dakun vậy. Trong khi đó quay ngược trở lại và xả sát thương. Quyên có được một mạng, Quyên có được double kill. Chú cá sấu YK đang một mình chấp 3 ở đây. Anh ta đã phải nằm ở trong khu vực này. Nhưng đó là triple kill một mũi tên sinh pha cực kỳ đẹp mắt của Win từ xa. Mũi tên sinh phá mắt tầm và rất chính xác đến từ Win. Triple kill dành cho xạ thủ bên phía của Dakun Gaming. Dakun Gaming đã xanh, lại còn xanh hơn. Và bây giờ thì họ chưa vội ăn sứ giả Khai Nước bởi vì Huba còn quá thấp máu rồi. Chúng ta quyết định là sẽ về nhà hồi máu để có một tình huống kiểm soát mục tiêu nó an toàn hơn. Và vừa rồi tôi vừa mới nhớ ra là Maxrin anh ta là một người sử dụng con Brum này cực kỳ tốt. Những tình huống băng điệu chấn của Brum ở trong trận thi đấu trước đó của Dragon Gaming với team Solomid. Cái gì vậy? Tôi vừa cái gì vậy? Tôi vừa thể hiện lên chữ surrender. Từ refill to surrender là sao? Cái gì mới diễn ra ở đây? Thứ gì vậy? Mà đội đỏ thì các bạn biết là ai rồi đấy. Đội đỏ đi, đó là Dakun Gaming cơ mà. Tại sao họ lại tự resurrender vừa rồi? Không biết là có vấn đề gì xảy ra để từ Dakun Gaming. Bực rồi nha. Không có lý do gì để họ đồng hàng ở trong thời điểm này. Hơi bực nha. 5-1 đang ăn người ta mà còn refill to surrender. Và chúng ta đang tạm dừng trận đấu một chút. Chúng ta vẫn chưa biết là lỗi đến từ đâu, lỗi kỹ thuật đến từ đâu. Chúng ta sẽ dừng lại trận thi đấu này một chút. Tuy nhiên đây là một trận thi đấu, một ván thi đấu mà Dakun Gaming đang có quá nhiều lợi thế rồi. Tuy nhiên nên nhớ là đội hình của bên phía Dragon Gaming là đội hình đánh về lết mạnh ở trong giai đoạn đầu ván thi đấu này. Vấn đề là họ sẽ phải chịu được nhiệt trước những pha găng đến từ Huy Ba. Tuy nhiên nó sẽ là rất khó khi mà Huy Ba giờ đã quá xanh. Bây giờ là không chịu được rồi. Khi mà con Rengar đã mạnh đến mức này thì tôi khẳng định là không chịu được. Và khi mà họ đã bắt đầu có được những con sứ giả và họ triển khai ra đến cái mức mà lấy được những cái trụ ngoài xong á, thì cặp đôi thần bài nuôi mèo nó còn kinh dị hơn nữa cơ. Bạn sẽ bị hạn chế lượng tập nhìn quá nhiều, bạn sẽ liên tục bị Rengar chạy vào rừng bạn. Khi mà Rengar chỉ cần nhìn thấy ai thôi chứ phải bật chiêu cuối lên phóng bài vàng của người đó chắc chắn nằm, không cách nào sống được cả. Đây. Thế nhưng mà một niềm hy vọng của Try Gaming ở trong ván thi đấu này tôi nghĩ đó sẽ là Maxrin. Maxrin như đã nói, anh ta sử dụng rất tốt con bài Brum. Những tình huống băng địa chấn của Maxrin thực sự là rất chất lượng trong trận đấu trước đó của Dragon Gaming với team Solomid. Và kể cả trong trận thi đấu này, tình huống băng địa chấn vừa rồi tôi nghĩ cũng là một tình huống băng địa chấn khá đẹp đến từ Maxrin. Và Maxrin với con Brum, anh ta sẽ có thể hạn chế được khả năng lao vào của Huy Ba vào các sát thương chủ lực ở trong đội hình của anh ta. Rõ ràng là Maxrin sẽ gánh rất nhiều trọng trách dành cho Dragon Gaming ở trong ván thi đấu này. Nếu như Maxrin anh ta làm tốt thì Try Gaming có thể chịu được nhiệt trước đội hình của Dakun Gaming. Còn nếu như Maxwell người ta làm không tốt thì Try Gaming sẽ tạt vỡ. Như vậy là chúng ta sẽ xem lại, à không, chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với trận đấu. Và pha này là pha ăn sứ giả thành công đến từ Try Gaming. Sau khi mà bên phía Dakun Gaming có vẻ như họ là ưu tiên mục tiêu của mình là con rồng hơn. Không biết là họ ưu tiên hay là họ miễn cưỡng đội sứ giả lấy rồng nhỉ? Bởi vì lúc đó là Dragon Gaming họ chủ động là sứ giả khe nước trước. Nghĩa là con rồng này đã thuộc về cho bên phía của Dakun Gaming. Đó là con rồng đất. Tuy nhiên là con rồng đất thì tôi nghĩ sẽ cần cho bên phía của Dragon Gaming hơn. Họ sẽ cần con rồng đất này để hạn chế khả năng bị sốc sát thương bởi những tình huống lao vào đến từ Huy Ba và có sự hỗ trợ của những người đồng đội của anh ta nữa.
Tuy nhiên là bởi vì là có được con sinh vật hay nó sẽ hạn chế lại cái sức tăng tiến về lượng tiền và sức mạnh đội hình bên phía Daku Gaming. Và đây là cái thời điểm mà chúng ta sẽ cần xem rằng DKG họ chủ động đến mức độ nào khi đã có được những cái lợi thế nhất định của mình. Bây giờ lợi thế là khoảng 5.000 tiền, một lợi thế lớn nha. 6 phút mà 5.000 tiền, lợi thế rất lớn ở đằng khác. Họ sẽ snowball trận đấu như thế nào để nghiền nát đối phương trước khi mà ba xạ thủ của Trai Gaming đạt được ngưỡng sức mạnh của họ. Ở khu vực đường dưới đang có một tình huống di chuyển của Huy Bài nhắm vào Rengar rất hợp lý thôi. Cái ý tưởng chúng ta đã nói hồi nãy rồi là cần phải hạn chế khả năng chống chịu của những vị tướng dàn trước bên phía Trai Gaming càng sớm càng tốt. Huy Bài đang tìm mồi, anh ta dọn dẹp phần rừng ở phía dưới bản đồ rất nhanh. Và anh ta đang rảo quanh khu vực này để anh ta tìm một mục tiêu nào đó để có thể gắn vào. Nhưng tạm thời là U3 vẫn chưa tìm được. Trong khi đó Dry Gaming đang để cho Static lên khu vực đường trên. Nhưng nên nhớ là một người khác rất đây. Xanh ở trong đội hình đặc biệt đó là Win. T-Tiger đang đứng ở trong cái bụi cỏ và tôi không nghĩ anh ta có thể rời được cái bụi cỏ này mà an toàn. Anh ta ngay lập tức nằm xuống Rampage 400 dành cho Win. Vừa rồi thì Hubei đã chủ động nhường điểm hàng cục đỏ dành cho xạ thủ của mình. Chứ tôi biết chắc là với cái tam hợp kiếm chúng ta dư sức dứt điểm được cái miếng mồi vừa rồi mà không cần phải bận tâm đến việc có xạ thủ hay không. Nhưng cũng là hợp lý để cho con virus này của Win ít nhất là về giai đoạn mid game và late game thì vẫn có thể có sức bắn của mình. Nên nhớ là trong bài thi đấu này Win anh ta cầm cho mình ngọc, đó là ngọc chinh phục. Thì cái việc mà anh ta bắn tay á cũng sẽ có một lượng sát thương, mặc dù là trong bài thi đấu này với đa số người chơi virus ở thời điểm hiện tại thì cũng sẽ lên cho mình hướng lên đồ rất là sát lực mà thôi. Trong khi đó thì Trai Gaming có vẻ như cái đội hình rất mỏng cơm của họ một khoảng thời gian ban đầu, đội hình mà sẽ cần rất nhiều thời gian của họ để có thể tăng tiến, đang chịu quá nhiều áp lực ở khắp mọi nơi, đều đang có những khó khăn nhất định. Ở khu vực nửa trên bản đồ, Trai Gaming đang tập trung nhiều người của mình hơn để có thể cố gắng đẩy trụ. Vừa rồi thì họ sử dụng con sứ giả của mình hút vào cái trụ một của đối phương ở đường giữa, nhưng với việc nhân sự của đối phương quá nhiều, họ cũng không thể nào dứt điểm được cái trụ đó. Trong khi đó Huy Bài có chiếc cuối là bật khao khát săn mồi đang tìm đối phương, thấy được ba người ở đây hơi nhiều đối với cái khả năng dứt điểm của anh ta, cho nên ta vẫn chưa bay vào ai cả. Bốn người của Dragon Beak đang ở đây, khó cho Huy Bài có thể có một tình huống một mình băng vào giữa bốn người và dứt điểm đi ai đó. Mặc dù đó là một tình huống tê lê về đến từ Old School rất ngon mắt, tuy nhiên là đội hình của Trai Gaming họ bao bọc nhau rất tốt trong tình huống thi đấu đó. Rõ ràng là đây là lúc mà kinh nghiệm của Trai Gaming có thể sẽ bắt đầu lên tiếng. Có vẻ như Daku Gaming sau những mạng hạ cục đầu tiên thì ở thời điểm này họ đang chậm lại một chút. Huy Ba đã không tìm được mồi của anh ta. Ta vẫn đang chờ đợi những bước di chuyển sai lầm đến từ Trai Gaming. Cái này giờ cũng phải khen Trai Gaming là họ di chuyển đội hình co cụm phòng ngự khá là tốt nha. Họ không để lộ ra quá nhiều cái khoảng trống ở trên bản đồ để đối phương có thể luồn lách qua được và bắt họ. Cắm mắt khá là tốt. Starting có được một người chơi hỗ trợ đứng ở phía trên bản đồ, đó là Max Stream để có thể hỗ trợ anh ta. Rừng thì đi xuống dưới farm. Dù sao nữa thì T-Tiger đang đứng khá sát cái trụ hai của anh ta. Còn trong khi đó thì đường giữa là nơi chấn giữ của Old School cùng với lại chất chia nhau lính và farm. Thì ít ra là họ dù là không tối đa hóa về mặt tài nguyên nhưng họ an toàn. Đúng vậy, Luba đang bắt vào vị trí yếu T-Tiger. Nhưng T-Tiger anh ta vẫn còn đầy máu. Trước đó là một tình huống mà Win anh ta ở khu vực đường giữa, anh ta liên tiếp có hai mũi tên xuyên phá, cẩu máu rất đau ở vị trí World School. Và đây là giao tranh Max nổ ra hàng sứ giả khe nước. Sợ xin tội lỗi được quăng đầu vị trí của Max Win. Max Win không thể lùi đi, anh ta để lại một cái băng địa chấn cho những người đồng đội của mình. Chất đang chống chịu sát thương, đang có pha quay tay của mình trong góc hẹp, nhưng đội hình của Daku Gaming họ giữ khoảng cách an toàn. Đây là cái minh chứng rõ nét nhất của chúng ta rằng cái việc là DKG họ biết rằng thời điểm này cái khả năng chống chịu của bên phía kia chưa đủ so với lại khả năng gây sát thương của họ. Họ sẵn sàng bay thẳng vào một con hỗ trợ và dứt điểm viên tướng chống chịu của bên phía kia, mất đi một cho hai chống chịu. Chắc chắn là Dragon mình không thể nào dám giao tranh trực diện với lại DKG được. Họ tiếp tục nhảy vào, Huy Bài vẫn đang quá khát máu, vẫn chưa muốn dừng lại bất kỳ một cuộc đi săn nào cả. 305 về KDA, 100% tham gia hạ gục, anh ta lại tìm được một khác, đó là chất. Họ quyết định đánh, nhưng hàng sau đang bị hở ra. Đó là chiếc vây của Yu tốc biến thẳng vào trụ đối phương để quăng bài và ta hạ gục được một người. Trong khi đó Huy Bài bên phía kia đang tiếp tục cày nát đội hình của TRB, thêm một người nữa nằm xuống. Và đây liệu nó có quét sạch hay không? Chất may mắn thoát chạy về được. Tín hiệu rất xấu dành cho Dry Gaming ở trong bàn thi đấu này. Thứ nhất, đó là việc Max Win liên tục phải nằm xuống, đồng nghĩa với việc là lượng tiền của anh ta sẽ không quá nhiều và ta không thể đủ vai trò để làm dàn trắng dành cho những người đồng đội của anh ta ở trong ván thi đấu này một cách quá triệt để. Và thứ hai,
Đó là những sát thương ở bên phía của Daqui Gaming. Họ đang quá mạnh ở thời điểm hiện tại và họ đang lấy được quá nhiều công trình của Trang Gaming và quá nhiều mục tiêu ở trên bản đồ. Sức tăng tiến ở mặt lượng tiền, lượng đồ của Daqui Gaming là quá nhanh trong ván thi đấu này. Và có lẽ là Trang Gaming, tôi sợ là họ sẽ không đủ thời gian để có thể cho những sát thương chủ lực của mình đạt được sức mạnh của mình để có thể lớn. Chắc chắn là không đủ rồi. Bây giờ 11 phút mà khoảng cách về tiền đã là 14.000 tiền. Thì không có một cái lý do gì DKG họ lại chậm lại để cho đối phương có thể tiếp tục farm cả. Họ chắc chắn sẽ muốn dứt điểm trận đấu trong vòng khoảng 3 đến 4 phút sắp tới là nhiều nhất á. Thậm chí họ hoàn toàn có thể dứt điểm trong vòng 2 phút nếu như mà họ bắt lẻ được một vài người quan trọng của đối phương ngay trong những pha thi đấu sau đây. Thật là tôi thấy con Garen của Chuck hơi fail. Garen này không đóng góp được gì những người tập lực mình cả. Băng địa chấn tung ra lần này của Maxwin thì không trúng ai. Daqui Gaming một tình huống tiếp tục lao vào để từ Hui Ba. Nhưng vẫn chưa gây được quá nhiều sát thương. Bây giờ thì quá nhiều sát thương này. T-Tiger nằm xuống. Hui Ba liên tục có những pha nhảy từ trong bụi đạp của mình. Và đây là YK đến từ bên hông. Anh ta bật lên được cả sấu. Anh ta làm choáng được đó Maxwin. Maxwin lên bảng điểm số. Và đây là cái đồng hồ cát outplay được pha bổ đến từ Chuck. Rồi. Thêm một kẻ trụ nữa cùng với lại hai điểm hồi phục dành cho các thành viên đến từ Trung Quốc. Họ đang tấn công cái trụ hai của Dragonman ở khu vực đường trên một cách hết sức đơn giản, không có ai phòng ngự nó cả. Đường giữa vừa rồi là Yu trấn giữ và anh ta cũng đã ép lui được Starting một cách hoàn toàn. Starting thậm chí còn mất tốc biến ở trong cái tình huống mà tiếp cận Yu. Và đây là sức mạnh của một con Twisted Fate. Bây giờ là thậm chí Daqui Gaming họ không cần đến Yu ở trong những pha công trụ của họ. Họ cứ để cho Yu cứ đi lẻ một đường. Và tất cả những người còn lại thì có thể lấy đi những lượng công trình, những người tài nguyên ở khu vực địa khác. Mà chúng hoàn toàn có thể đến với những người đồng đội của mình với những cú định mệnh. Và đó sẽ là cơ sở để cho Daqui Gaming có thể snowball tiếp tục bản thi đấu này. Đã có tín hiệu ping ở Baron đến từ Hui Ba. Ăn, chắc chắn là ăn rồi. Với cái lượng chênh lệch cấp độ của hai người chơi đi đường cùng với là lượng chênh lệch về mặt tầm nhìn. Không có một lý do nào mà Daqui Gaming họ chần chừ trong cái bức ăn Baron này cả. Họ nhìn thấy rằng Garen đối phương đang ở khu vực giữa bản đồ, thậm chí là bật đỉnh mệnh lên nhắm vào ai đây. Old School đang đi lẹ nhưng không đủ tầm với của Yu ở trong pha thi đấu vừa rồi. Họ có Bullet Baron, bốn người chạy ra khu vực giữa, trong khi đó thì Rengar của Hui Ba sẽ thống lĩnh cái đoàn quân ở khu vực đường trên và tấn công vào trụ thứ ba của bên phía TRB. T-Tiger có vẻ đang bất lực rồi, ta đang thi đẩy trụ với đối phương đang có Bullet Bantam Baron. Hơn cả số lượng lên đến từ YK và chất nằm xuống quá nhanh. Sát thương đến từ DKG ở thời điểm này là quá nhiều. Nhà chính đang bị đánh và khả năng phòng thủ của Trang Gaming là rất yếu ớt. 1-0 dành cho Daqui Gaming đại diện từ Trung Quốc. Quá hủy diệt. Không nhớ đây có phải là trận đấu nhanh nhất ở trong giải đấu chúng ta tính đến thời điểm hiện tại không nhỉ? Chỉ 13 phút thi đấu và Daqui Gaming hủy diệt hoàn toàn. Trang Gaming không cho họ thở bất kỳ một hơi thở nào ở trong ván thi đấu vừa rồi. Hui Ba một lần nữa của SBTC, rõ ràng là Hui Ba là một người chơi chiến lược mà chúng ta cực kỳ phải lưu ý ở trong giải đấu lần này. Và cái sai của team Try Gaming ở trong ván thi đấu đầu tiên đó là quá dành quá nhiều sự chú ý vào người chơi đi đường của bên phía đối thủ. Họ chọn cấm đi Zax của Hui Ba, họ chọn cướp đi quân bài Graves của Hui Ba và họ để cho đối thủ là Daqui Gaming của họ có những sự lựa chọn các khu vực đường khác, có thể gọi là vượt trội hơn rất nhiều so với đội hình của họ. Đúng vậy, nếu có thể đến với lượt cấm và chọn ở trong ván thi đấu thứ hai, như vậy là Try Gaming họ vẫn sẽ tiếp tục bên phía đội xanh. Những sự lựa chọn cấm của họ vẫn đang chưa quá nhiều thay đổi, vẫn sẽ là Fiora cùng với Zac là hai lựa chọn cấm ban đầu. Trong khi đó bên phía kia thì DKG họ đang cấm cho mình đó là Aksan và sau đó là Senna. Y như cũ. Lượt cấm cuối cùng từ bên phía của TRB đó lại là Twisted Fate. Như vậy Renekton sẽ được hở ra và kể cả là Camille cũng sẽ được hở ra. Đúng vậy, và kể cả là Galio cũng sẽ được hở ra ở trong ván thi đấu này. Chúng ta cùng chờ đợi quân bài đầu tiên của Trang Gaming đưa ra là gì. Liệu một lần nữa họ có cướp đi quân bài Graves của Hui Ba người chơi đi đường bên phía Daqui Gaming hay không? Nếu như không lấy Graves ở lượt lựa chọn đầu tiên này thì Hui Ba có lẽ là ta sẽ chọn đấy. Tôi nghĩ là như vậy, tôi cũng đồng ý với anh là sẽ như vậy. Bên phía của Trang Gaming cần phải cân nhắc rất kỹ nha, liệu là trong ba vị tướng đó mình sẽ chọn nào. Renekton, Camille cùng với lại con tướng đi rừng Zac của Hui Bai. À xin lỗi các bạn, của con tướng đi rừng Ray của Hui Bai thì họ quyết định sao họ chọn cho mình là Camille. Trời, như vậy là bên phía của Daqui Gaming họ lấy Galio. Đơn giản thôi, khi mà Twisted Fate mất đi rồi thì Galio là quân bài còn lại có khả năng kiểm soát bản đồ, mang sát thương phép thuật. Và Galio cùng với Lucian là hai sự lựa chọn đầu tiên của Daqui Gaming. Chưa vội chọn Graves cũng như là chưa vội chọn Renekton. Có lẽ họ biết rằng con Camille này
được chọn trong đội hình của Trang Minh thì chỉ có thể đi khu vực đường trên trong tay của Chuck mà thôi. Họ sẽ để lại sự lựa chọn khu vực đường trên. Oh, nói sớm thế vả. Lại vả. Lại bị vả không? Tại sao lại như vậy nhỉ? Vả đúng đất đúng quán giờ. Con Camille này ở trong meta này của chúng ta, cái khả năng dọn rừng của quân bài này đã bị hạn chế đi rất nhiều. Nhưng mà anh quên mất cái trường hợp là Rectong đi rừng đúng không? Rectong đi rừng. Thấy không? Tôi đã nói rồi mà. Tôi đã nói rồi. Không thể nào tán trước được đâu. Và bên phía Trang Minh, Rectong này rất có thể sẽ làm con Rectong đi rừng nha các bạn. Trong khi đó thì tiếp theo họ chọn cho mình đó là Nami. Nami thì có lẽ để xé đi cặp đôi khu vực nữ dưới bản đồ khá là mạnh Lucian cùng với Nami của đối phương. Có thể là như vậy. Nami vẫn có thể kết hợp tốt với những vị tướng xạ thủ thuần khác. Có kia cũng được, ở khu vực nửa dưới bản đồ cũng sẽ tốt. Ồ, bên phía bên kia DKG đổi kèo hào cho mình là Garen. Đổi kèo là DKG họ đang nó thế nào nhỉ, tức là họ muốn chứng tỏ cái sức mạnh hủy diệt của họ trong bản thi đấu thứ hai này. Tức là cái màn thể hiện Garen của Chuck ở trong bản thi đấu thứ nhất rõ ràng là không thành công, khiến họ không thèm lòng, khiến cho Daku Gaming không hài lòng. Đúng. Họ cảm giác như là bên phía kia đánh con tướng này chưa tới. Đúng. Họ sẽ có cách vận hành con tướng này nó hay hơn. Tức là không có con tướng nào yếu cả. Chủ yếu là người cầm và đội tuyển nào cầm con tướng đó mà thôi. Hợp lý. Để xem, Ray sự lựa chọn dành cho Huy Ba. Như vậy là họ sẽ để lượt cuối của mình dành cho người chơi đường giữa. Hoặc đó sẽ là sản phẩm của họ chọn. Trong khi đó bên phía bên kia thì Varus kết hợp với lại Nami. Một sự lựa chọn tướng tương đối đơn giản và dễ hiểu. Đây là cặp tướng mà chúng ta đã nói rất nhiều lần rồi. Khả năng đi đường tốt, khả năng trao đổi thức ở giai đoạn ban đầu rất hiệu quả. Nhưng càng tiến đến giai đoạn về sau thì cặp đôi này càng mất đi sức ảnh hưởng của nó về cuối trận. Đúng là như vậy. Varus là một vị tướng nếu như sanh sớm thì là rất tốt, thì những phát mũi tên xuyên phá nó sẽ đau hơn rất là nhiều. Và Varus cái ngưỡng sức mạnh ở giai đoạn đầu trận, giai đoạn giữa trận, tuy nhiên là đến giai đoạn cuối trận khi mà đối thủ đã có được đầy đủ lượng giáp của mình rồi thì những pha cấu máu của Varus sẽ không còn bao nhiêu cả. Diana là sự lựa chọn cuối cùng của bên phía Dragon Mid, hợp lý để cướp đi quân bài đi đường giữa. Rất thuận tay dành cho Yu. Yu là một người sử dụng Diana cực kỳ tốt. Và đây là quân bài đã đem lại không ít thắng lợi dành cho bên phía của Daku Gaming mỗi khi mà Yu anh ta được cầm. Và sự lựa chọn cuối cùng của bên phía Daku Gaming là vào vị trí của Rakan. Galio sẽ là vị tướng đảm nhiệm đường giữa. Lucian là xạ thủ của Daku Gaming. Rồi, Galio đường giữa, Rakan cùng với Lucian ở khu vực giữa ban đầu. Như vậy là cặp đôi của hai bên nó thiên hướng khá là khác nhau. Cặp đôi đường rộng hai bên có những cách đánh khác nhau. Vardus cùng với Nami sẽ là cú rìa máu từ xa. Trong khi đó với Lucian cùng với Rakan, họ sẽ muốn ăn vả đối phương. Ở ngay từ cái giai đoạn mà bắt đầu có được cấp độ 5. Đừng có nhìn nữa, không, làm sao đang, mà sai tôi được. Tôi đang nghĩ đến một thuyết âm mưu đến từ Dragon Ming. Đó là? Tôi chợt nghĩ ra thôi. Đó là Diana sẽ đi rừng. Sau đó để cho Camille lên khu vực đường trên. Còn Renekton sẽ là con bài đường giữa của họ. Nhưng mà 12 giây là không đổi tướng được nữa, dưới 20 giây là không đổi vị trí đi nha các bạn. Renekton đi rừng thật à? Tôi nói rồi. Đây, một người đi rừng thuần thục 20 năm trong nghề với tôi. Đổi tướng rồi. Ồ, sao đổi được nhỉ? Theo như luật của Riot là dưới 20 giây là bạn không được đổi vị trí cho nhau. Mà có vẻ như là trong giải đấu thì chúng ta đã có một chút xíu sự thay đổi về luật mà chắc là tôi chưa cập nhật được. Dưới 5 giây họ vẫn đổi. Trời khô máu thế không biết. Rồi, như vậy là Camille vẫn là đi rừng. Nhưng Camille đi rừng thật ra nó không hợp lý nha. Bởi vì như anh Việt cũng đã chia sẻ rồi, Camille bây giờ là một vị tướng đi rừng dọn quái rừng rất là lâu. Cái chiêu đái dây móc của bạn á, nó bị giảm sát thương lên những cái bãi quái lớn đi và nó khiến cho tốc độ dọn rừng của bạn chậm. Trong khi đó Ray ở hướng ngược lại, trong những con tướng đi rừng lia rừng nhanh nhất ở trong game đấu của chúng ta. Chưa gì mà tôi đã nghĩ đến một kèo thua tiền. Thua tiền chặt luôn rồi. Giữa hai đội tuyển này. Camille cùng với Ngộ Không là hai vị tướng dọn rừng. Cái khả năng dọn rừng của hai vị tướng này đã bị giảm đi rất nhiều ở trong phiên bản cập nhật hiện tại của chúng ta. Và không còn quá nhiều tuyển thủ đem hai vị tướng này đi rừng nữa. Ngộ Không thì có chăng là trong giải đấu chúng ta thì tôi thấy một vài đội tuyển sử dụng Ngộ Không ở khu vực đi rừng. Tuy nhiên Camille, đây là lần đầu tiên tôi thấy Camille xuất hiện vị trí đi rừng. Rồi, như vậy là không biết là bên phía của Dragonmin có một cái setup gì đó nó mới mẻ, nó sáng tạo để giúp cho cái con Camille của họ farm rừng nhanh hơn một chút hay không, hay là vẫn cứ đánh một cách bình thường thôi. Nhưng mà đánh bình thường thì thật sự là Camille trong tay của TTG nó gặp rất nhiều bất lợi nha các bạn. Gặp rất nhiều bất lợi, vòng rừng của bạn sẽ không quá thuận lợi. Trong khi đó thì những khu vực đường khác từ bên phía của DKG họ lại có rất nhiều khả năng tấn công. Chính xác là như vậy.
kèo đấu đường giữa Galio và Diana. Rất khó để có thể biết là vị tướng nào sẽ giành chiến thắng ở trong kèo đấu này. Chúng ta đến với pha va chạm ở khu vực trên. Chắc là người mất máu nhiều hơn. Trong khi đó thì YK vẫn còn một nửa lượng máu của mình. Wow, đó là một pha trao đổi chiêu thức mà với cái thiêu đốt của mình, YK đã lấy lợi thế về lượng máu. Trong khi đó thì chất cũng không vội sử dụng cho mình lá trắng. Đó là vì anh ta có thể lui về, ác mình hàng hồi phục và quay trở lại. Cho nên ta không muốn tốn cái lá trắng của mình trong tình huống vừa rồi. Khu vực nửa dưới bản đồ thì sao? Dạ nói cặp này đẩy đường nhanh hơn chắc chắn là Varus cùng với Nami. Cấu rỉa máu hiệu quả hơn chắc chắn cũng là cặp này. Nhưng đến cấp độ 5 thì câu chuyện cùng với Rakan và Lucian nó sẽ đáng để chúng ta chú ý hơn. Trong khi đó, một pha cấu rỉa máu rất dữ dội đến từ quay. Kỳ anh ta đang đánh rất hậu bảo với con Garen của mình. Và cái thế lính này không có lợi cho sắc đâu. Thế lính này là thế lính mà quay đây có thể đóng băng 1/3 trước trụ của anh ta. Và thế lính này là thế lính mà nếu như chất anh ta dâng cao á, anh ta rất dễ vấp phải một tình huống găng ngay lập tức đến từ Hui Ba. Hui Ba cũng đang có mặt ở nơi trên bản đồ. Trong khi đó cua dưới thì Titan sẽ giữ lại. Với cái việc xuất hiện của Hui Ba và anh ta đang ăn gần xong cho mình đó là cái con cua cùng đây rồi, thì cần có một con mắt ở đây. Vâng, chất đã đi ra rất nhanh chóng, cắm con mắt của mình ở trên con đường bờ sông. Và nếu như đối phương đi theo hướng đó, anh ta chắc chắn sẽ biết đối phương lên, thậm chí là kêu con mắt Rizlan để có thể đứng đằng sau lưng và hỗ trợ anh ta trong một cái tình huống mà có thể băng trụ với nhiều người hơn. Thấy nhau rồi, đây là thấy nhau. Và như vậy là không giữ được mùa xanh đến từ Team Anger. Tốc biến lên, đá vào vị trí của Hui Ba. Hui Ba cũng tốc biến lùi đi. Và đây là YK cùng với Yu đến, giao tranh nổ ra hỗn loạn. Và phần thắng thuộc về cho bên phía của Đặc Quân cho mình. Chắc là mục tiêu tiếp theo đã bị truy đuổi, mất đi tốc biến lùi đi. May mắn anh ta vẫn còn giữ được cái mạng của mình. Nghèo mà đã gặp còn gặp cái eo nữa. Camille vốn dĩ là một vị tướng đi rừng, dọn lính không mạnh. Bây giờ còn bị cướp mùa xanh, thì còn bị hạ gục mạng đầu tiên của trận đấu nữa. Cuộc sống của TTG thật sự là khó khăn. Cướp cấp luôn. Rồi, bây giờ chất né được cái đạn nổ thành công này, may mắn chạy thoát được. TTG quyết định quay trở lại và gây áp lực chút xíu vào người hai người chơi bên phía bên kia. Nhưng YK cùng với Hui Ba đều đang cấp độ 5, thậm chí băng trụ chiêu cuối với Garen. Máu bạn bao nhiêu? Như vậy là không đủ. Khoan đã, đây là chiêu cuối xuất hiện hành trạng đến từ các bạn đó, chiêu cuối của Galio đến để giúp cho đồng đội mình thoát về. Nhưng không, anh ta cũng không làm được gì quá nhiều cả. YK tình huống này anh ta cũng không còn tâm biến. Rất khó để cho YK có thể thoát được tình huống thi đấu này. Tôi nghĩ là đó là tình huống sử dụng siêu hùng giáng thế. Nó hơi phí đến từ Yu. Yu có lẽ là nên để cho YK nằm lại trong tình huống đó, không cần dùng đến chiêu cuối của mình thì nó sẽ hợp lý hơn. Bởi vì ở thời điểm hiện tại thì cái chiêu cuối của Galio nó không còn hồi chiêu nhanh như trước nữa. Anh ta tiết kiệm lại những tình huống mà anh ta sử dụng cái siêu hùng giáng thế của mình. Tuy nhiên là với việc là bên phía của Đặc Quân Gaming tạo được áp lực rất lớn khu vực đường trên thì vừa rồi ở khu vực đường dưới Maxwin đã phải lên giúp cho những người đồng đội của mình, đồng nghĩa với việc là Old School chỉ có một mình ở dưới này thôi. Và anh ta bị ép rất sâu về trụ hai của mình, anh ta mất rất nhiều lính. Và chúng ta nhìn vào lượng tiền, ở thời điểm hiện tại Old School đang thua về mặt lượng tiền so với Win, với một con số nó lên đến khoảng 500 tiền, 600 tiền. Đúng rồi, tức là DKG họ đánh theo cái kiểu là họ tối đa tất cả mọi thứ luôn. Họ vừa có thể tấn công băng trụ đối phương khi mà những cái đợt lính ủng hộ họ, hoặc là họ có thể khiến đối phương mất những đợt lính bằng cách ép đối phương phải lui vào phần sân của trụ khi mà họ có nhiều người hơn một đường nào đó. Không nhất thiết là cứ phải cố gắng tiêu diệt bên phía bên kia mới là thắng được. Đó là một lối đánh cực kỳ khoa học để bạn tối đa cái lượng thời gian, tối đa cái khả năng snowball trận đấu. Hai người chơi đi được, chưa gì thấy thoạt tiền đến từ vị trí của T-Tiger rồi. Tuy nhiên đây là thời điểm quan trọng khi mà hai mục tiêu của chúng ta đã có mặt trên bản đồ, một sứ giả cái nước cùng với con rồng lửa. Chúng ta chờ xem là quyết định của cả hai bên như thế nào. Ôi, đây là bắt vào vị trí. Ủa, của chất làm gì vậy? Chất dùng cắt và sắc và này rất hay nha. Hay, anh ta né được rất nhiều chiêu thức đến từ bên phía đối phương và anh ta lùi về được an toàn, anh ta không mất quá nhiều máu của mình. Bây giờ pha tê lê này của chất sẽ mở ra tiền đề để cho Đặc Quân Gaming có thể kiểm soát được con rồng lửa, nhưng họ quyết định không kiểm soát rồng lửa, họ tiến lên nửa trên của bản đồ để có thể tranh chấp con sứ giả khe nước này. Đúng vậy, đối phương ở đâu họ sẽ ở đó, họ không né bên phía bên kia. Họ quyết định là giao tranh trực diện bên phía kia trong những tình huống như vậy. Nhưng khoan, Yu biến về, may mắn thầy đủ thời gian để anh ta có thể về nhà mà không bị giữ chân lại trong tình huống vừa rồi. Và chưa có mục tiêu nào được ăn thành công bởi bất kỳ đội tuyển nào cả. Cả hai bên trở lại thế kiểm soát của mình. Tuy nhiên anh nhớ ở tình tình hiện tại về lượng tài nguyên giao tranh thì cả hai bên đều có những chiêu cuối ngang bằng nhau. Nên nhớ là hai cái tốc biến của Yu và Win thì đang trong thời gian hồi lại, họ không có hai tốc biến của mình. Họ buộc sẽ phải chờ hai phép hỗ trợ quan trọng này hồi lại đây thì họ mới có thể có tình huống giao tranh sòng phẳng với phía đối phương được. Win đang đứng ở một vị trí rất khó chịu nha. Anh ta liên tục cấu rỉa máu cái trụ thứ nhất của vườn ở khu vực dưới bản đồ. Và anh ta đã nhìn thấy được rằng các thành viên bên phía Dragon Minh đang ăn rồng với ba người.
họ có quyết định vào và chiếm tưởng tầm nhìn đây hay không. Đây bắt đầu bật cho mình đó là bộ pháp thần tốc lên, anh ta bước qua hàng rồng bị giữ chân lại với chiêu cuối của mình, ăn xong sứ giả khu vực nửa trên bản đồ và không thể nào cướp được con rồng này. Dragon Minh vẫn giữ được rồng dịch cho mình, nhưng có quyết định đánh nữa hay không đây. Dragon Minh đang quyết định rút lui, nhưng góc rút lui của họ rất sâu và Galio Vova lao lên khống chế được ba người bên phía bên kia. Những điều hạ gục đang bắt đầu có double kill dành cho Camille, nhưng bắn trả rất dữ dội là Win, thậm chí là hồi bài cũng đã bay vào trong trụ đối phương. Một phát bắn là có thể dứt điểm được Old School và chuyện đó đã xảy ra. Đội hình từ bên phía của Dragon Minh, ba người đã phải nằm xuống. Và khép góc tuyệt vời đến từ Yu là điểm nhấn ở trong pha giao tranh vừa rồi và khiến cho đội hình của Dakun Gaming có thể quay trở lại giao tranh một nhịp nữa rất mạnh mẽ bên phía của Dragon Gaming. Dakun Gaming trong tình huống đó họ mất đi con rồng lửa nhưng họ giữ được con sứ giả khen nước trước đó và họ thả con sứ giả khen nước ở khu vực giữa. Họ có được cái trụ đầu tiên ở khu vực giữa. Đây là một pha đánh nhau tương đối tham vọng đến từ Dakun. Còn biết rằng là họ chỉ có 3 người đây mà thôi. Trong khi đó đối phương có đến tận 4 và họ đã kéo dạng đội hình đối phương ra, câu đủ thời gian để cho hai người kia tụ hội chung lại với đồng đội của mình và ép đối phương vào một cái thế góc đi lui về rất xấu nha. Mà lại là một cái con đường rất là thuận tiện để cho lá chắn Duran của Galio có thể bay vào và khống chế được nhiều người trong tình huống vừa rồi. Và Hui Ba, quan trọng hơn là Hui Ba có được màn hạ gục ở trong tình huống vừa rồi. Hui Ba bây giờ đang có một cái huyết kiếm, anh ta đang hoàn toàn đè tiền so với người đồng nghiệp của mình. Phía bên kia ta đang hơn gần 2.000 tiền so với Camille trong tay của T-Tiger. Đây là điều mà chúng ta đã có thể lường trước. Sơ xin tội lỗi được tung ra. Chẳng quá đẹp lên từ Rakan. Bộ pháp thần tốc được bật lên. May mắn là ba người của Dragon Gaming chưa hay mất mạng cả. Tôi nghĩ rằng họ phải cảm ơn rằng Hui Bai còn đúng khoảng 3 giây nữa mới hồi được cái đạn nổ thành công của mình. Chứ nếu không thì một phát duy nhất là ba người này bay màu cùng một lúc các bạn à. Một pháp xuất hiện hành tráng cùng với bộ pháp thần tốc vô cùng đẹp mắt đến từ Imo. Starting. Chưa phát hiện được Starting. Nhưng Starting chủ động lộ tầm hụt luôn, nhưng mà hụt luôn. Một phát trăng lưỡi liềm hoàn toàn trật lất ở của Starting, không cho phép ta có thể bay được vào người của đối phương để gây áp lực gì cả. Trong khi đó YK đang chứng tỏ cho chất thấy rằng Garen phải đánh như thế nào. Anh ta cũng đang hơn đối phương đến gần 1.500 tiền rồi và anh ta hơn đối phương đến 2 cấp độ. Đó lý giải vì sao YK anh ta đang rất tự tin ở trong pha thi đấu này. Anh ta quay trở lại liên tục có những pha chém từ YK cũng khá khó chịu vào đội hình của Dragon Gaming, nhưng nên lùi về thì hơn. Khi mà Dragon Gaming chỉ có hai người ở đây, tối hậu thư được gửi vào đầu của Hui Ba. YK đang ở phía sau cố gắng làm được gì đó nhưng ta không có khống chế. Hui Ba lên bàn điểm số và YK đang phải chấp 4 ở đây. YK đang cố gắng bỏ chạy về phía của Yu, chạy nhanh lên. Yu có thể giúp cho anh ta có thể lùi về để an toàn hay không? Câu trả lời là có, bởi vì Hui Ba chạy rất nhanh. Cái điều bất ngờ nhất của tôi ở trong cái pha thi đấu vừa rồi nha, không phải là cái việc mà Hui Ba anh ta bị 4 người đối phương vây bắt và anh ta vẫn giết được một người, mà cái điều bất ngờ nhất là Yu anh ta không ấn cho mình đó là chiêu cuối siêu hùng giảng thể để hỗ trợ đồng đội luôn. Tức là họ tự tin cái mức đó luôn, họ kệ, họ kệ cho anh ta nằm xuống. Và những người đồng đội của anh ta không muốn mất tài nguyên giao tranh tự để dành cho những pha khác, tự làm tự chịu không. Rất cục đến từ Yu, thậm chí là trong pha giao tranh đó tôi còn thấy Yu anh ta không có động thái nào tiến về phía của YK. Pháp tiếp luôn, chạy anh đứt kéo anh luôn, anh đứt kéo anh Việt luôn, không quan tâm đến tôi làm gì cả. Tiếp tục farm, chứ không có chuyện gì xảy ra đây. Rất tự tin, đó là các thành viên của đặc quân của mình. Chúng ta một lần nữa quay ngược lại để có thể quan sát pha thi đấu này kỹ hơn. Galio đi thẳng ở đường giữa farm, không có động thái chạy xuống dưới. À, có động thái chạy xuống dưới này. À, nhưng mà chắc là không ấn kịp đúng không? Anh ta thấy Hui Ba nằm xuống rồi. Anh ta thấy còn lại chỉ còn một mình YK mà thôi. Và bốn người, YK đang chấp 4. Anh ta thấy no hope rồi. Anh ta quyết định là anh ta không xuống luôn, kệ. Bây giờ những khu vực đường quan trọng thì đều đang có một nguồn chênh lệch trang bị lớn quá rồi các bạn ạ. 2.000 tiền dành cho vị trí khu vực đường Baron. Nhưng khoan, chúng tôi đang lẩm nhẩm về chuyện đó. Thì lại có thêm những điểm hạ gục, 2 điểm hạ gục nữa. Một trận đấu smurf thật sự đến từ DKG ở trong giải Horizon Cup. Và ba người của Dragon Gaming đã phải nằm xuống lần lượt là Starting, Old School và Max Green. Họ biến mất trên khỏi bản đồ quá nhanh đi. Thêm một con sứ giả được ăn đến từ Hui Bai. Thêm một con sứ giả được ăn. Và bây giờ thì họ ăn rồng thì cũng là tốt đời đẹp đạo mà thôi. Hoặc là họ có thể lấy được cái trụ hai của vùng đường giữa này, sau đó về ăn rồng cũng được. Bây giờ họ quá mạnh để có thể làm bất cứ điều gì họ muốn rồi. Chênh lệch về lượng tiền ở thời điểm hiện tại nó đang lên đến con số 10.000 tiền rồi. Tiền quá lớn trong một trận đấu chuyên nghiệp như thế này. Hui Ba đang có mặt ở nửa dưới của bản đồ. Đây thực sự là chênh lệch về mặt quá nhiều thứ. Kỹ năng đi đường cá nhân, macro, macro chiến thuật, đánh combat nhỏ lẻ với nhau.
xử lý kỹ năng cá nhân tốt, tất cả mọi thứ đều quá chênh lệch đến từ Dakun so với Dragonman bên phía bên kia. Vậy mà có người có thể dự đoán rằng Dakun là người yếu nhất ở trong bảng đấu này trước khi giải đấu diễn ra, tôi không thể nào hiểu được. Ok, tôi xin lỗi mọi người được chưa? Thực sự là cho đến thời điểm hiện tại thì tôi vẫn chưa hiểu con Camille của T-Tiger ở trong bảng thi đấu này có tác dụng gì. Đã nói rồi, thà là đổi đường nó còn hợp lý hơn, nhưng khoan, đè phải băng lên. Garen trong tay của YK rất lạnh lùng, cắm mũi kiếm của mình vào từng người một của Try Gaming. Thêm một điều hạ gục nữa dành cho Win ở trong pha giao tranh vừa rồi, 13 và 4 là điểm hạ gục của cả hai bên. Con rồng vừa rồi được bỏ qua luôn, bên phía của DKG không muốn tốn thời gian cho con rồng đó, bởi vì chỉ cần con sứ giả này thả ra, họ biết họ có thể end game bằng con sứ giả thứ hai của bảng thi đấu này. Và 2 giây nữa thì Maxwin hồi sinh. Dakunemi muốn kết thúc trận đấu, rõ ràng là như vậy. Sứ giả các thứ vẫn còn đầy đủ lượng máu của mình. Như đây là pha sóng thầm rất đẹp đến từ Nami trong tay của Maxwin. Và end game rồi. End game rồi. Tôi đang chuẩn bị nói thế nào nhỉ? Tôi đang chuẩn bị chờ đón một pha đánh ngược xảy ra đây. Hay đến từ Dragaming với một cú sóng thật đẹp, nhưng nhà chính mất máu quá nhanh. Như vậy là Dakun Gaming đã chính thức có một chiếc vé để bước vào vòng tiếp theo của giải đấu Horizon Cup, bước vào knockout vòng playoff của Horizon Cup với tỷ lệ chiến thắng họ đang là 3-0 ở bảng A rồi. Like fanpage Liên minh Huyền Thoại Thúc Chiến Esports và nhấn subscribe kênh YouTube Liên minh Huyền Thoại Thúc Chiến để cập nhật những tin tức thú vị và theo dõi giải đấu Icon Series.